Cháu Ngân xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Hiện cháu Ngân đang có mặt trên xóm Đảng, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là con đường dẫn vào trong nhà của mẹ con cháu Nguyện, ông bà cô chú ạ. Ngân thì bàn giao nhà cho chị ớn khá là lâu rồi. Tuy nhiên là cũng vẫn còn có những cái công việc liên quan mà phải quay lại. Ngày hôm nay thì Ngân quay lại đây theo cái lời dặn dò của cô ẩn danh ở Na Uy là quay lại để trao cái số tiền còn dư hôm mà bàn giao nhà để cho mẹ của cháu Nguyện. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể quý ông bà cô chú là sẽ đi vào bên trong để cùng đồng hành với video tiếp theo này của kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Mấy ngày hôm nay thì thật sự quá là lạnh ông bà của chú ạ. Đi trên những cái vùng mà núi như thế này thì thời tiết lạnh mà khó chịu quá, đi cóng hết cả người. Cho nên là nhiều khi công việc nó cũng có những cái mà hạn chế, thì cũng rất là mong quý ông bà của chú, các anh chị cũng thông cảm cho cái tiến độ công việc, bởi vì là do thời tiết nó khắc nghiệt quá cho nên là nó cũng làm cho ảnh hưởng đến cái sức khỏe ông bà của chú ạ. Đây, từ hôm bàn giao nhà thì ở đây cây keo vừa trồng lại thì bây giờ nó cũng đã xanh mơn mởn này rồi, để chuẩn bị thành một rừng keo nữa rồi. Con đường vào nhà của chị ớn với cháu Nguyện thì vẫn như ngày trước thôi, vẫn khá là lầy lội ở bên góc bên này. Ngôi nhà thì trong này. Đây, ngôi nhà bản giao nhưng mà đến thời điểm này là vẫn còn rất là mới mẻ ông bà cô chú ạ. Không biết là có thêm mở cửa, không biết là có ai ở nhà không. Không thấy có ai đâu. Chị ớt ơi, chị đang làm gì đấy? Đang nấu cơm. À, nấu cơm ạ. Chả quá nhờ nhở. Uống bước bạc luôn đó. Vâng ạ. Mấy giờ rồi mà nấu cơm rồi chị? Ui, hơn 10 giờ rồi. Vâng, khỏe chứ chị cháu này? Chú cho hỏi xăm thì bà thì khỉ. Dạ, vẫn khỏe chứ ạ. Thì khỉ hơn cá ủm đó. Mấy nhiều thường như bữa nay ủm những cái ni để yếu ăn khỉ mới. Dạ, vâng ạ. Dạ. Một chút cái đó. Dạ, chị hả? Ừ. Cũng không được khỏe lắm ạ. Ừ, không có ăn khỉ lắm. Dạ. Vâng. Cái nhà ra nhung ngang ra mình ốc khỉ cả. Vâng. Đúng rồi, nó lại chẳng mặt em nó lứa. À. Cứ đâu cứ lại chẳng. Làm nhung nhang không khỏe lắm. Ừ, khỏe. Dạ. Cái gì đây các chủ yếu bao đứa em nó đã ăn cơm rồi bà. Ơi, chẳng lo cơm vậy bà. Ừ. Dùng. Ừ. Em đã ăn luôn, em đã. Chân chân nấu tinh uốn, chân nấu tinh uốn hay. Không phải nấu đến em đâu. À, không ở lại ăn cơm đâu. Em tranh thủ ghé thăm một tí chị để còn có một tí việc nữa thì chị cứ đi vo gạo đi. Xong rồi. Chị cái vo gạo răng nữa đó. Nó các chủ đi đi uống luôn đó. Nó ngay bãi mà kiểu nó các chủ nhá. Dạ vâng ạ. Các chủ chăm bả nó đó, các chủ uống lại rồi đây các ông ba cô chủ nữa đó. Y vô uống chỗ này điêu được không? Dạ. Đã, dạ. Hai chủ đây, dạ, dạ. Không lo đâu. Chị cứ đi vo gạo đi, xong rồi ra đây thì nói chuyện với mẹ em một tí để em xem là có con lợn nó to như thế nào nào. Wow. Cái này chị để nuôi này nó đẻ. Ừ, à, này là. Và à, lợn là phơi giống rồi. Có một con to. Con này chắc hơn một tạ rồi. Đi lanh quanh ngôi nhà xem nào. Đây. Nhà thì vẫn như trước thôi. Cái lán này chị nhà chị không dỡ đi ạ. À? À. Vâng. Dạ. À thế ạ. Vâng. Vâng. Ốc mà khỉ hoa như cái khỉ như cái mùi đó tuổi. Dạ. Chắc là suy nghĩ nhiều quá. Cho nên là nó không được khỏe. Ừ, nói ốc để ốc khỉ cho. Vâng.
nó dọt đi vào đưa đi dò rác đưa đưa dò mà để cái nên nó cũ chẳng mát còn cái mình ta nó nhiều quả nên nó nhiều đã ở gần la dọt lòng nên nó cài chùa dạ em cho nên nhân ở yếu bạn chỉ mỗi như nó ngay cả và còn nhiều thóc nhiều lúa quá ăn cả năm không hết nè mà mất lúa bả ăn dạ. Để có cái ta nó ủ nhóc ăn là thì nó lại là chùa và mà còn mấy con gà đấy mấy chó nó chủ yếu là gạo thóc lúa này là cho gà cho lợn chứ người khéo ăn ít hơn. Ui rét quá mấy hôm nay. Ui, hiện tại là mặt đang ở giống như kiểu khổng lồ đấy nhưng mà vẫn còn run. Thời tiết giảm sâu. Vì thế lắm ngô mà gan đấy lấy cho nó ăn ngô. À ăn ngô ạ. Ăn ngô nó dữ. Dạ. À. Ngô nhiều thế. Vâng. Ngôi nhà thì vẫn như thế thôi ông bà có chuộng, chưa có cái gì mới mẻ trong nhà cả, vẫn còn trống hở trong hoắt, chưa có một cái vật dụng gì trong nhà. Chỉ có hai phòng ngủ thôi. Không, em không vào nhà nữa đâu chị ạ. Ngồi ở ngoài này thôi. Và trong nhà nó tối lắm. Chị em mình ngồi chỗ này thôi. Đó. Thôi ngồi qua bên này chị ạ. Có tí việc nữa thì em muốn gặp chị để cho chị em mình cho nó xong đi. Đấy. Chuẩn bị Tết đến đâu rồi chị? Có năm nay Tết có làm Tết gì không? Ờ, có chị mới là chiếc cái ưa như rồi đó chú ơi. Dạ. Có cái chị nó cứ ra. Ê, đi ngay rồi dọn ngăn đưa. Dâm... Mấy cái nó ăn cho một con chít, à, con chít nên ăn nó quá ngay đi rồi. Vâng. Có chim đó chít. Dạ. Thì ứ, thì như là mà bà ứ nó ớ khủy mấy cho thì ớ bảo ứ. Dạ. Thì nó ủ mấy. Dạ. Lúc nào cũng ốm ạ. Ừ, đi đi lại lại suốt nữa. Ừ. Vâng. Thì như là ớ có lần chứ đến cái chít cái nhót rồi ấy. Dạ. Có chi đang đến cả bao lần chít thua mình nhắn ớ có chi một lần chít cái ứ này đưa dưỡng thì như thế. Dạ. Thôi có hai mẹ con đây thì Tết thì gọi là không khí một tí cũng phải có một người ta. Vâng. Thì với lưu nhầm một con chí tha con chí để được cũng đến các ông các ba đến là quà ngay đi ra đến các chú ấy. Dạ. Và rồi ông có ba đấy với cũng vâng. Nằm đi với cũng ông ba. Vâng. À, từ hôm giờ thì bàn giao nhà thì cũng lâu lâu rồi nhưng mà đấy, như Ngân cũng vừa chia sẻ thì còn cái số tiền mà cô ẩn danh ở Na Uy thì cũng vẫn còn dư thì Ngân cũng hỏi ý kiến của cô thì cô bảo là cái này thì cứ trao cho chị ớn coi như là giúp chị ớn thì ngày hôm nay Ngân trở về đây để thăm gia đình và cũng sẽ trao luôn cái số tiền này ông bà của chú ạ và trong chuyện gia đình thì cũng có cái này cái kia thì Ngân cũng xin phép là cũng sẽ không đi sâu vào những cái vấn đề riêng tư nữa mà cũng chỉ là hoàn thành cái trách nhiệm của mình quý ông bà quý chú thì giúp như thế nào và yêu cầu như thế nào thì Ngân cũng sẽ thực hiện như thế để nó cũng trọn vẹn thôi. Chị ơn nhá. Thì như hôm trước ấy bàn giao nhà thì cái số tiền mà cô chủ yếu là cô ẩn danh thì nó uy giúp thì còn các ông bà khác thì cũng có giúp nhưng cái số tiền thì ít hơn còn chủ yếu là cô ở bên Na Uy cô ấy giúp số tiền nhiều thì sau khi mà sắm sửa đồ đạc rồi trừ những cái khoản chi phí xây dựng nhà đi ấy thì cái số tiền còn lại là 19.498.526 đồng thì em làm tròn lên thành là 19.500.000 thì số tiền này cô ẩn danh Na Uy thì cũng bảo em là bàn giao cho chị để chị lo công việc của gia đình thì ngày hôm nay thì em cũng không đi sâu vào cái vấn đề góc độ chuyện gia đình của nhà mình nữa thì cũng mong là cái gì thế thì cũng cố gắng thôi mong chị cũng hết sức là cố gắng để mà vươn lên trong cuộc sống cho nên là bây giờ này nhà cửa thì cũng ấm êm rồi cũng không lo nắng lo mưa lo giá lo rét gì thì cũng mừng cho chị rồi. Chúng em thì vẫn còn công việc cho nên là vẫn quay lại thì bây giờ em sẽ trao cái số tiền này cho chị thì hy vọng rằng trong cái lúc mà khó khăn như thế này thì sẽ giúp được cho gia đình. Cảm ơn hai chú, cảm ơn ông ba cô chú đây trường em ở như này giúp đưa hết đây một đưa đây là ông ba cô chú đó hai chú ấy thì trên này ông ba cô chú cái kia
cái hoàn cảnh cháu như này điều giúp đời này, cảm ơn ông bà ra đây. Cháu chúc ông bà cô chú đây sang năm này ăn một cái suối mới đó để phát đạt á. Dạ. Chúc các chú đây sang năm này nhiều cái may mắn đó các chú ạ. Dạ. Bà. Vâng. Cái mắt nó răng ảnh nó đó là ăn qua con cô chú đây đến lòng nước vay nước đây hai chú này giúp đỡ bà đây có ngôi nhà mới ưa như đây cảm ơn đó mà chứ bà ấy mà được răng chị hơn hết. Dạ. Chứ chúc hết ông ba cô chú đây đến các chú nó đi xa năm mới này đi là ăn phát đạt là khủng lắm năm đó. Dạ. Đó. Vâng, thế bây giờ em sẽ gửi chỗ chị cái số tiền còn dư lại chị nhé. Chị đếm cùng với em nhé. Dạ. Cảm ơn các ông ba cô chú đây đi. Dạ. Trường giúp đưa đây tần cung đã máu mặt. Dạ. Một như chị này đây chú ấy ó mặt đó. Dạ. Lại nó lòng đây lùng như vào ông ba cô chú nó các chú đó năm. Vâng, chị đếm lại đi từng triệu một để cho nó dễ này chị này. Đấy, chị cứ đếm đi cho em ơi. Cái tiền bạc là nó phải rõ chị ạ. Chị đếm lại giúp em từng triệu một như thế đấy. Đấy, 5 tờ là 1 triệu chị nhé. 3 này, 4 này, 5 này, 2 triệu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 3 triệu này. Đấy, 1 này, 2, 3, 4, 5, 4 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 7 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 8 triệu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 9 triệu này. Chị đếm là xem có phải 9 triệu không chị? Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 10 triệu này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 11 triệu. Em cứ đếm từng triệu như này cho chính xác thì cho chị dễ nhìn nhá. Đỡ nhầm lẫn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 12 à? 1, 2, 3, 4, 5, 13, 2, 3, 4, 5, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 3, 4, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 1, 2, 3, 4, 5, có 19 rồi nhỉ? Nguyên này cảm ơn đã đang ba của chú ấy. Dạ. Còn dư đến cung mình nha mà hai chú ấy. Trường, đây là trường quý thằng nhiều hơn đó. Hai dạ. Chú ấy. Ừ, dạ. Cái này bả mà tôi đi chú hơn biết đấy. Chú hai chú đấy. Đấy là ăn phát đạt hơn bố đây các chú ấy. Dạ. Rồi chị đếm, vâng, chị đếm lại đó chị ạ. Tổng cộng là 19.498.525 đồng gì đấy. Nhưng mà em sẽ lấy là tròn là 19.500.000 để cho nó dễ nhớ. Bây giờ chị đếm lại, chị dù gọp với từng thực phẩm thì không rõ, nó không bay hết. Như thế này nó cũng rõ ràng rồi. Chị cảm ơn ông ba của vâng, chị đếm lại đi. 1 này, 2 này, đó, 3 này. Chị đếm to lên cho em đi nào. 4. Dạ. Vâng.
buồn. Mới đầm. Mới khổ. Mới bể. Rồi, 19 chị nhá. Đấy, 19 500 đây, 19 nghe chợ 500 nghìn đồng nhá. Các ông bác của chú ý giúp đỡ đấy, khó khăn rằng này điêu trường thì điêu giúp đỡ ăn chậu này, cảm ơn ông bác của chú đấy, chúc ông bác của chú cho mạnh khỏe đó. Vâng. Ăn trăm chuối đó. Vâng. Cái này là số tiền của cô ở Na Uy chị nhá. Đó thì em chia sẻ lại là bán giao nhà. Thì đây Ngân cũng xin phép là sẽ xem lại để báo cáo đầy đủ với ông bà cô chú luôn. Uống đi chia sẻ lại với bà hãy. Vậy Ngân cũng chia sẻ lại với toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn để cũng nắm rõ hơn về cái số tiền là 19 triệu 500 nghìn đồng này. Thì cái chi phí ngày trước mà Ngân vận động để làm nhà cho chị ớn với trong nguyện thì tổng cái số tiền thì các ông bà cô chú giúp đỡ, trong đó thì đa phần là cô ẩn danh ở Na Uy, thì Ngân có vận động là cái số tiền là 179.808.526 đồng. Thì chi phí mua đồ rồi hoàn thiện của ngôi nhà thì hết là 160.310.000 đồng, cho nên là cái số tiền còn dư lại là 19.498.526 đồng. Thì Ngân vừa làm tròn lên là thành 19.500.000 đồng, là cũng bàn giao lại trọn vẹn cho chị ớn, để chị cũng cái này thì Ngân cũng không có trách nhiệm là để gia đình chi tiêu cái gì nữa, thì chỉ bàn giao lại cho chị, thì phần của chị thì sử dụng như nào thì là phần của gia đình thôi. Nhưng mà Ngân rất là hy vọng là chị sẽ sử dụng cái số tiền này đúng mục đích và có ý nghĩa nhất, để không phụ lòng những cái tình yêu thương, tin tưởng, quý mến của toàn thể các ông bà, các cô chú, để hy vọng rằng những cái số tiền này sẽ giúp cho điều kiện kinh tế rồi cũng như là sức khỏe của chị cũng được hỗ trợ và cũng vơi đi những cái khó khăn, những cái sức khỏe thì tốt hơn. Thì Ngân cũng chỉ biết là giao đến như thế này là cũng trọn vẹn rồi. Đó chị nhá, số tiền này thì em cũng giao như chị như này, thì chị xử lý như thế nào là công việc trong gia đình thôi. Vì em cũng hoàn thiện được cái căn nhà và cũng đã trao xong cái phần còn lại rồi cho gia đình rồi, thì tùy chị xử lý nhá. Bây giờ thì chúng em cũng phải xào tắm biển đã. Cuối năm thì cũng rất là nhiều công việc mà chúng em cũng còn hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn khác. Đó thì mong là chị cũng giữ gìn sức khỏe và cũng sẽ gặp được những cái may mắn hơn trong cuộc sống, và sẽ dần dần để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn nha chị nha. Thì cảm ơn ông bác của chú đã mấy chị này. Các ốc ở nhà, ốc ở chị ở đây có cái sâu vu là mình quả vu em nó xả ra liền. Thôi không chị ơi, không em chúng em còn đi. Vâng, để hôm nào đó nó tiện thời gian mà lúc về thì chúng em về đó mới lấy cái gì để lấy được. Rồi còn bây giờ thì thôi em cảm ơn chị thôi nha chị nhé. Thế thế thôi, chứ không đừng lấy cái gì nữa cả, chị cất tiền cẩn thận nhé. Vâng. Cảm ơn ông ba của chủ đó. Vâng. Đúng đưa cháu thì tân cung thì như đã đấy, cho nên cháu nên thì xin thưa ông ba của chủ đây hai chủ đã. Dạ. Vâng. Vâng, từ Tết thì em mới vào chơi. Đó, chúng em tên mới có dịp để vào chơi. Chiến này hai chủ đây, ông ba cô chủ này điêu dùng con chi chậu như con. Dạ dạ vâng. Con dạ. Chi con ngay hai chủ hãy. Dạ vâng, rồi em xin phép chị nhá. Ấp vâng. Chi hai chủ điêu dùng ông ba cô chủ này ăn, ông ba cô chủ đi xong thì cũng đưa cổ đấy. Ông rồi. Cổ rồi. Rồi, ăn đây. Vâng ạ, như vậy là trên công trình của nhà chị ớn với cháu Nguyện thì Ngân cũng đã hoàn thành trọn vẹn cho ông bà cô chú ạ. Ngân cũng rất là mong các ông bà các cô chú cũng thông cảm, bởi vì là có những cái vấn đề rất là riêng tư mà trong video thì Ngân không thể nói ra được, cho nên là đến ngày hôm nay thì mới có thể là trọn vẹn được cái phần mà ngôi nhà cho mẹ con của chị ớn. Rất là mong ông bà cô chú thông cảm. Thì cảm ơn các ông bà các cô chú các anh chị rất là nhiều, và hy vọng rằng chị ớn với những cái gì mà đã nhận được từ quý ông bà cô chú là sẽ trân trọng và sẽ vươn lên trong cuộc sống. Ngân sẽ kết thúc video ở nhà của chị ớn và cháu Nguyện ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc, kính chào đến toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn. Hẹn gặp lại toàn thể ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tô Bắc.